gia thế, học vấn của người đẹp tài sắc vẹn toàn lên xe hoa với văn hậu hôm nay. Doãn Hải My, vợ của Đoàn Văn Hậu là nàng WAG, vợ bạn gái cầu thủ, tài sắc vẹn toàn được nhiều người ngưỡng mộ. Doãn Hải My từ lâu đã được biết đến nhờ gương mặt khả ái, thân hình gợi cảm cùng chiều cao 1,67m. Năm 2020, cô được đánh giá là một trong những ứng viên sáng giá cho Vương miện Hoa hậu Việt Nam. Dù chỉ dừng bước ở top 10, Hải My vẫn để lại ấn tượng sâu đậm trong lòng người hâm mộ. Học vấn ấn tượng. Hải My vừa tốt nghiệp sau khi bảo vệ khóa luận hệ chính quy tại Trường Đại học Luật Hà Nội. Về trình độ ngoại ngữ, vợ của Đoàn Văn Hậu có thể nói được tiếng Trung và có chứng chỉ IELTS 7.0, không phải số điểm cao nổi trội nhưng cũng là mức không dễ đạt được. Ngoài ra, người đẹp sinh năm 2001 còn có năng khiếu về nghệ thuật. Cô nàng biết hát, múa, vẽ và đàn piano. Trong mắt thầy cô, bạn bè và gia đình, Hải My luôn mang hình ảnh của một con ngoan, trò giỏi. Sau khi hoàn thành chương trình học, Hải My từng tiết lộ muốn học lên cao hơn để trở thành một luật sư. Ngoài ra, cô cũng hứng thú với tiếng Nhật và tiếng Pháp. Sau khi giành top 10 Hoa hậu Việt Nam, Hải My từng nhận nhiều lời mời tham gia showbiz, nhưng cô đã từ chối để dành sự ưu tiên cho việc học. Tiểu thư Hà Thành sang chảnh. Vợ của Đoàn Văn Hậu sinh ra và lớn lên trong một gia đình có điều kiện ở Hà Nội. Bố mẹ của Hải My đều là doanh nhân và sở hữu nhiều nhà hàng, quán bar ở vị trí đắc địa tại thủ đô. Bản thân Doãn Hải My cũng thừa hưởng năng khiếu kinh doanh từ bố mẹ. Cô cũng đang điều hành một thương hiệu mỹ phẩm dành cho nam giới. Doãn Hải My khá kín tiếng về gia đình. Cô chỉ chia sẻ về cuộc sống riêng trong thời gian tham gia thi Hoa hậu. Tôi rất tự hào và hạnh phúc về gia đình. Tôi may mắn được bố mẹ tạo điều kiện tốt nhất để học tập, rèn luyện bản thân. Bố mẹ cũng ủng hộ mọi quyết định của tôi và trở thành chỗ dựa, đưa ra lời khuyên khi cần. Ấy vậy mà trong chuyện tình với Đoàn Văn Hậu, Doãn Hải My lại chẳng có chút nào là cô nàng tiểu thư đỏng đảnh kiêu kỳ. Đoàn Văn Hậu từng tiết lộ trong một chương trình phỏng vấn rằng Hải My là mẫu bạn gái lý tưởng, hiểu về cuộc sống cả trong và ngoài sân cỏ của anh. Một trong những nét tính cách khiến Văn Hậu ưng Hải My là việc cô chẳng ngần ngại phụ việc khi gia đình bạn trai làm cỗ ở quê. Bố Doãn Hải My là dân chơi hip hop nổi tiếng đời đầu, hiện tại là doanh nhân kiêm chủ nhà hàng ở vị trí đắc địa Hà Nội. Những thông tin xoay quanh đám cưới Đoàn Văn Hậu, Doãn Hải My vẫn đang được cư dân mạng bàn tán xôn xao. Thông tin về gia đình cô dâu, thậm chí các từ khóa như gia thế Doãn Hải My, bố mẹ Doãn Hải My còn lọt top tìm kiếm trên mạng xã hội. Mới đây các thám tử mạng còn phát hiện ra một chi tiết đặc biệt về bố Doãn Hải My, chú Doãn Hải Sơn. Theo đó, chú Sơn chính là một trong những hip hop dancer đầu tiên của Việt Nam, được biết đến với nickname Sơn Break. Cùng thời với bố vợ Đoàn Văn Hậu còn có loạt cây đa cây đề làng hip hop như Việt Mắc, Hà Lê. Vì vậy với nhiều dân chơi hip hop, Sơn Break vẫn là một trong những người đặt nền móng cho hip hop Việt Nam. Hiện tại, bố vợ Đoàn Văn Hậu không còn hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật nhưng vẫn giữ mối quan hệ với nhiều người nổi tiếng. Bên cạnh đó, chú Sơn tập trung vào lĩnh vực kinh doanh và công ty riêng. Ngoài ra bố Doãn Hải My cũng là ông chủ một nhà hàng ở vị trí đắc địa tại Hà Nội. Trong đám cưới của con gái vừa qua, bố Hải My tự điều khiển chiếc xe Mercedes AMG G63 về Thái Bình để chuẩn bị cho tiệc cưới của con gái. Được biết mức giá thấp nhất của dòng xe này không dưới 11 tỷ đồng. Bên cạnh đó, phong cách lẫn phong thái của bố vợ Đoàn Văn Hậu cũng khiến nhiều người trầm trồ. Trong ngày vui của con, chú Sơn lựa chọn diện bộ siêu đến từ thương hiệu cao cấp Dolce và Gabbana. Doãn Hải My, Đoàn Văn Hậu từ giấu kín đến cặp đôi hot trong làng bóng đá. Doãn Hải My, Đoàn Văn Hậu giờ không ngại thể hiện tình cảm dành cho nhau. Cả hai luôn đồng hành, hỗ trợ nửa kia trong những cột mốc quan trọng của cuộc sống. Doãn Hải My, Đoàn Văn Hậu là cặp đôi được nhận xét xứng đôi vừa lứa trong làng bóng đá Việt Nam. Trong khi cầu thủ sinh năm 1999 được đánh giá cao trong đội tuyển, Hải My là người đẹp thuộc top 10 Hoa hậu Việt Nam 2020. Thời gian gần đây, cả hai thoải mái công khai nhiều khoảnh khắc tình cảm bên nhau. Trước đó, họ khá kín tiếng dù cộng đồng mạng liên tục phát hiện sự liên kết trong mối quan hệ của đôi trẻ. Tình ra mặt nhưng nhất quyết giữ kín. Chuyện tình cảm của Hải My, Văn Hậu được chú ý từ năm 2020. Khi đó, cầu thủ quê Thái Bình bất ngờ xuất hiện trong đêm chung kết cuộc thi Hoa hậu Việt Nam để cổ vũ cho Hải My. Anh còn dành nhiều hành động thân mật về phía bạn gái tin đồn ở thời điểm đó. Dân mạng nhanh chóng đồn đoán về mối quan hệ của cả hai.
Tuy nhiên, cặp đôi tỏ vẻ ngượng ngùng và từ chối trả lời những câu hỏi liên quan đến chuyện hẹn hò. Sau đó, cả hai vẫn không đăng ảnh cùng nhau. Doãn Hải My tập trung học tập, làm mẫu ảnh, tham gia các sự kiện, chia sẻ ảnh đi du lịch. Còn Văn Hậu làm mới trang cá nhân bằng những bức ảnh trên sân cỏ hay lúc tập luyện, đi chơi với gia đình. Hải My nhiều lần được phát hiện âm thầm đến cổ vũ bạn trai. Cô tránh ống kính truyền thông bằng mũ lưỡi chai và khẩu trang. Dù kín tiếng, dân mạng vẫn soi ra được điểm liên quan trong các bức ảnh đôi trẻ đăng tải. Địa điểm chụp ảnh giống nhau, trang phục đôi là những bằng chứng cho thấy cả hai hẹn hò. Từ tháng 4 năm 2022 đến tháng 5 năm 2022, mối quan hệ dần được hé lộ khi Hải My, Văn Hậu liên tục xuất hiện cùng nhau tại đám cưới của bạn. Trong ngày vui của Thành Trung, Tố Uyên, cặp đôi thoải mái chụp ảnh với cử chỉ thân mật bên bạn bè. Tại đám cưới riêng tư của Bùi Tiến Dũng và người mẫu Dianca Zakidova ở Bà Rịa, Vũng Tàu, họ cũng đứng cạnh nhau khi tạo dáng tập thể. Việc giữ kín mối quan hệ của Hải My, Văn Hậu khiến nhiều fan sốt ruột. Một số người cho rằng Hải My tinh tế khi không công khai, tránh ảnh hưởng đến sự nghiệp của bạn trai. Hơn nữa, cô cũng tập trung hơn cho việc học tập tại Đại học Luật Hà Nội. Ảnh công khai yêu nhau gây bão mạng. Ngày 15 tháng 8 năm 2022, Đoàn Văn Hậu chính thức công khai chuyện tình cảm của mình bằng bức ảnh có gắn tên Doãn Hải My. Khoảnh khắc này thu hút gần 150.000 lượt thả tim, kèm vô số bình luận chúc mừng từ đồng nghiệp, người hâm mộ. Nam cầu thủ lấn sân kinh doanh thời trang nhân dịp sinh nhật lần thứ 23. Các sản phẩm áo phông, mũ và ba lô của anh tập trung hướng đến giới trẻ. Doãn Hải My chính là người đồng hành, giúp bạn trai quảng bá thương hiệu. Cô thường xuyên diện những chiếc áo đôi với Văn Hậu lúc đi dạo phố hay du lịch. Chia sẻ trong một cuộc phỏng vấn, cặp đôi cho biết họ quen nhau nhờ sự giới thiệu của người thân. Vì bận học, Hải My từng bơ tin nhắn của cầu thủ quê Thái Bình. Cô đã dần phải lòng anh vì cảm nhận được sự chân thành, tâm lý. Sau khi công khai, Hải My thoải mái đến sân cỏ cổ vũ bạn trai mà không cần bịt kín mặt như trước. Người đẹp Hà Thành còn thể hiện tình cảm thân thiết với bố mẹ nam cầu thủ khi xuống sân chúc mừng chức vô địch V-League 2022 của câu lạc bộ Hà Nội. Luôn đồng hành bên nhau trong cuộc sống. Khi Doãn Hải My luôn xuất hiện trong những thời khắc ăn mừng danh hiệu của bạn trai, Văn Hậu cũng sát cánh bên bạn gái trong các cột mốc tại giảng đường. Hải My là nguồn động lực lớn cho nam cầu thủ trong thời gian anh chấn thương, không thể thi đấu. Thậm chí, cô cũng từng ra nước ngoài để cổ vũ Văn Hậu khi anh cùng tuyển Việt Nam tham dự AFF Cup. Ngày 26 tháng 4 vừa qua, Đoàn Văn Hậu có mặt tại Đại học Luật Hà Nội để chúc mừng bạn gái bảo vệ khóa luận tốt nghiệp thành công. Hải My đạt được điểm 10 tuyệt đối nhờ có thầy cô chỉ dẫn tận tình, người thân, bạn bè tiếp thêm động lực. Chia sẻ với Dân Trí, Hải My tiết lộ hậu vệ 24 tuổi ở bên cạnh cô trong suốt quá trình cô làm khóa luận. Để giúp Hải My giải tỏa căng thẳng, cả hai đã đi du lịch. Trước đó, cặp đôi không ngại chia sẻ những khoảnh khắc ngọt ngào lên trang cá nhân. Bức ảnh khóa môi cũng được họ công khai. Tin đồn cả hai sắp tổ chức đám cưới được lan truyền. Tuy nhiên, họ nhanh chóng phủ nhận với lý do muốn tập trung phát triển sự nghiệp. Hải My cho biết, sau khi tốt nghiệp, cô dự định tiếp tục học lên thạc sĩ hoặc tham gia khóa luật. Hai thái cực trái ngược giữa nhà Đoàn Văn Hậu và bố mẹ Doãn Hải My, cô dâu được khen vì luôn thể hiện EQ 1.000 điểm. Trước đám hỏi một ngày, trong giai đoạn gấp rút chuẩn bị dựng rạp và các khâu khác, hình ảnh mẹ Đoàn Văn Hậu bỗng dưng viral mạng xã hội. Bạn gái Quang Hải qua cam thường tại đám cưới Đoàn Văn Hậu, đôi môi khác lạ khiến dân tình xôn xao. Lý do Đoàn Văn Hậu rước dâu về nhà cũ, không làm rạp cưới đình đám tại Tư Gia. Hot nhất Thái Bình lúc này, dân làng đổ xô xem đám cưới Đoàn Văn Hậu, vi rùa cô dâu mặc váy cưới sáng bừng. Sự kiện đám hỏi Đoàn Văn Hậu khiến nhiều người quan tâm. Cặp đôi đã quyết định tổ chức đám cưới sau nhiều năm hẹn hò. Có rất nhiều điều đặc biệt trong đám cưới đáng mong chờ nhất làng bóng. Nhà gái phong thái sang trọng. Sau khi hoàn tất các thủ tục tại nhà gái, Đoàn Văn Hậu và Doãn Hải My về Thái Bình để chuẩn bị cho lễ cưới vào chiều tối ngày 11 tháng 11 năm 2023. Bên cạnh tập trung vào visual và những khoảnh khắc tình tứ của cô dâu chú rể, cộng đồng mạng cũng dành không ít sự chú ý tới bố mẹ của Doãn Hải My. Bố vợ Đoàn Văn Hậu lái G63 trị giá hơn 12 tỷ đồng về Thái Bình. Ngay từ lúc lộ diện, nhan sắc mẹ vợ Đoàn Văn Hậu làm nhiều người trầm trồ. Mẹ Hải My để tóc tém, thân hình thon gọn, diện mạo trẻ trung không kém gì thanh niên. Đặc biệt, nếu soi từng outfit của bố mẹ cô dâu có thể thấy, gia cảnh không phải dạng vừa đâu.
Nếu Đoàn Văn Hậu di chuyển từ Thái Bình lên Hà Nội bằng chiếc xe siêu sang Rolls-Royce có giá khoảng 50 tỷ đồng, thì bố vợ anh lái G63 trị giá hơn 12 tỷ đồng về Thái Bình. Trong ngày vui của con gái, bố cô dâu lựa chọn diện bộ siêu đến từ thương hiệu cao cấp Dolce và Gabbana. Phong thái của bố vợ Đoàn Văn Hậu cũng khiến nhiều người trầm trồ. Trên trang cá nhân, Doãn Hải My được bố cưng như trứng, luôn chia sẻ những hình ảnh xinh đẹp của con đầy tự hào. Bố mẹ Hải My trẻ trung và sang trọng, ảnh Linh Lê Chí. Mẹ Doãn Hải My mặc hai chiếc áo dài, đều được may đo riêng. Ngoài ra, khi về Thái Bình, cô Mai, mẹ Doãn Hải My còn xách theo chiếc túi Dior làm phụ kiện. Hiện tại, giá của chiếc túi này khoảng 86 triệu đồng. Nhà trai giản dị mộc mạc. Trước đám hỏi một ngày, trong giai đoạn gấp rút chuẩn bị dựng rạp và các khâu khác, hình ảnh mẹ Đoàn Văn Hậu cầm hai chiếc chổi quét dọn bỗng dưng viral mạng xã hội. Bố mẹ của cầu thủ tất bật dọn dẹp thu xếp ở rạp cưới. Nhìn ông bà cười nói hạnh phúc cũng đủ thấy mong con dâu mới cỡ nào. Bố mẹ Văn Hậu từng làm nghề nông, sống trong ngôi nhà bình thường và tính tình hiền hậu, mến khách. Đối với họ, điều tự hào nhất là có con trai như Đoàn Văn Hậu. Bố mẹ Đoàn Văn Hậu chuẩn bị lễ cưới cho con trai. Hình ảnh mẹ Đoàn Văn Hậu cầm hai chiếc chổi quét dọn bỗng dưng viral mạng xã hội. Với thành công, danh tiếng và thu nhập tăng lên, Văn Hậu đã nhiều lần thể hiện mong muốn xây dựng lại ngôi nhà cho bố mẹ, nhưng ông Thắng và vợ vẫn kiên quyết từ chối. Họ chỉ đồng ý để con trai sửa chữa nhà mà không muốn xóa đi di sản gắn với nhiều kỷ niệm ý nghĩa. Khi biết tin Đoàn Văn Hậu cầu hôn Doãn Hải My, ông Thắng khá bất ngờ vì chưa nghĩ con mình sẽ kết hôn. Tuy nhiên ông rất tôn trọng con trai và trước giờ Hải My cũng giữ được mối quan hệ tốt với nhà Đoàn Văn Hậu. Hải My tinh tế trong từng hành động nhỏ nhất. Trước đó Văn Hậu từng chia sẻ Hải My chính là hình mẫu bạn gái lý tưởng của anh. Mẫu người mà mình tìm kiếm giống với bạn ấy. Bạn ấy hiểu về cuộc sống của mình, con người của mình, cuộc sống bóng đá của mình. Những lúc áp lực nhất, bạn ấy chia sẻ với mình, cùng mình về quê. Bạn ấy là một người thành phố, nhưng khi về quê, tôi cảm giác bạn ấy giống như một cô gái ở quê vậy. Tất cả mọi việc nhà bạn ấy đều làm được hết. Kể cả khi về nhà mình, ở quê có cỗ, rất nhiều bát đĩa, bạn ấy cũng sắn tay vào rửa bát để mọi người không phải lo gì. Tôi cảm thấy rất trân trọng những điều như thế. Với gia đình Văn Hậu, Hải My luôn dành sự quan tâm đặc biệt, chu đáo hơn. Khi đến sân bóng cùng bố mẹ chàng cầu thủ, cô luôn theo sát bên cạnh, thoải mái khoác vai hay đặt tay phía sau lưng mẹ chồng rất thân mật. Khi đi cùng cả đại gia đình Văn Hậu, Doãn Hải My lại chăm sóc đến cả cháu trai chàng cầu thủ, dành trọn quạt cầm tay cho mẹ và cháu. Ngược lại gia đình Văn Hậu cũng rất có cảm tình với con dâu. Bố chàng cầu thủ từng tiết lộ gia đình mình rất quý Doãn Hải My, nhận xét con dâu là người hiền lành, ngoan ngoãn. Trong 3 năm cặp đôi hẹn hò, Doãn Hải My đã nhiều lần về thăm gia đình Văn Hậu ở quê nhà Thái Bình và tiếp xúc với bà con cô bác trong họ ở những dịp quan trọng như lễ Tết, giỗ chạp. Ấn tượng mà Hải My để lại trong lòng một người bác của Văn Hậu là: cháu ngoan lắm, gái Hà Nội nhưng về túm vào làm. Bố mẹ Hậu không muốn cho làm đâu nhưng cháu My ngoan.